Zeitgeist Nhà Bè còn được gọi là GS Metro City, là một dự án khu đô thị lớn tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, dự án này được phát triển bởi công ty GS Nhà Bè, một công ty con của tập đoàn hạt ESC Hàn Quốc. Vị trí và quy mô Zeitgeist Nhà Bè nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dễ dàng kết nối với các quận trung tâm như quận 1, quận 4 và quận 7. Dự án trải dài trên diện tích 31.9,36 ha, được chia thành nhiều phân khu chức năng với các tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, công viên cây xanh, trường học và bệnh viện. Biệt thự song lập tại dải Zeitgeist Nhà Bè có diện tích 200m với cấu trúc 1 trệt 2 lầu, diện tích sàn xây dựng là 300. Các căn biệt thự được thiết kế sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên xung quanh. Dự án cung cấp nhiều tiện ích đẳng cấp như siêu thị, trung tâm mua sắm, khu vườn BBQ, phòng giải trí và hệ thống bảo vệ 24/24 với các thiết bị an ninh hiện đại. Bên cạnh đó, hệ thống công viên nội khu và ven sông cũng được thiết kế để mang lại không gian sống xanh, trong lành cho cư dân. Nhận xét và đánh giá Zeitgeist Nhà Bè nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những người đã tham quan và mua nhà tại đây. Các đánh giá cho rằng khu đô thị này rất đẹp và xứng đáng với giá trị bỏ ra. Ngoài ra, dự án còn được đánh giá cao về mặt an ninh và các tiện ích đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của cư dân. Nhìn chung, biệt thự song lập tại Zeitgeist Nhà Bè là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống hiện đại, tiện nghi và an ninh tại khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh.